Thưa quý vị, để có được những kết quả rất đáng biểu dương khi hoàn thành việc thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân trước một tháng, làm sạch dữ liệu đạt trên 96% so với mục tiêu đặt ra là một sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của toàn lực lượng công an nhân dân. Mỗi chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng đã gác lại niềm hạnh phúc riêng để lao vào công việc, chạy đua với thời gian sớm nhất có thể, phục vụ lợi ích của nhân dân. Một chiến dịch thần tốc, quyết liệt, hiệu quả nhưng cũng đầy xúc động và nhân văn. Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn có tất cả 12 cảnh sát khu vực trực tiếp làm nhiệm vụ thu thập thông tin, xử lý, cập nhật dữ liệu của 18 khu vực với gần 13.000 nhân khẩu trên địa bàn. Để đẩy nhanh tiến độ, từ giữa tháng 5 năm 2021, tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị đã chia ca để nhập dữ liệu bất kể ngày đêm. Nhiều đồng chí tạm gác việc nhà, đóng quân luôn tại đơn vị, tranh thủ thời gian để nhập liệu. Vất vả, khó khăn, thậm chí là nhiều đêm thức trắng. Thế nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Có thể là mình đi làm sớm hơn mọi ngày, rồi tranh thủ những lúc mà mình làm đêm khuya đó, thì đường truyền mạng sẽ ổn định hơn. Thì mình cố gắng mình nhập dữ liệu, mình làm sạch dữ liệu, làm sống dữ liệu. Đối với phường Hòa Quý thì dân cư là rải rác. Bên cạnh đó thì đặc điểm của địa bàn của đô thị đó là giải tỏa đền bù nhiều, cho nên là biến động cơ hạp về dân số là cũng rất là lớn. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, lực lượng công an cơ sở đã tiến hành khai thác đối chiếu thông tin công dân trong hồ sơ, tàng thư, đảm bảo 100% việc làm sạch dữ liệu thông tin dân cư. Sự hỗ trợ giúp sức của các bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở trong việc thu thập dữ liệu dân cư là rất quan trọng. Là những người bám sát cơ sở, những cá nhân này nắm rõ thông tin về từng hộ gia đình, từ đó cập nhật đầy đủ, rõ ràng từng di biến động về dân cư. Trước những đóng góp đầy thiết thực và hiệu quả này, Giám đốc Công an thành phố đã đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an trao các kỷ niệm chương về sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Có một số dân cư của mình ở đây, người ta bán nhà đi nơi khác. Và họ đã, mình phải tìm cách để tiếp cận. Cái quan trọng là tiếp cận được và trao đổi được họ và hướng dẫn cho họ cái cách để họ viết vào cái bản nháp. Thì từ cái bản nháp đó, tức là mình hạn thời gian để mình kiểm tra. Tính đến ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm sạch 99,6% dữ liệu dân cư, đã chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành 649 hồ sơ cấp căn cước công dân, cùng rất nhiều chỉ tiêu trong công tác nghiệp vụ đã hoàn thành, được Bộ Công an đánh giá, ghi nhận và tặng bằng khen. Đây là một trong những cái mệnh lệnh công tác và danh dự của lực lượng công an dân. Cho nên là giám đốc đã chỉ đạo tất cả lực lượng phải vào cục và chúng ta là quyết liệt, kể cả ngày lẫn đêm. Dù có nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai, song chỉ chưa đầy 2 năm từ khi dự án được phê duyệt cho đến nay. Với những bước đi vững chắc, không chủ quan, nóng vội, lực lượng công an thành phố đã đảm bảo tiến độ theo từng lộ trình thành công của hai dự án. Đây là nền tảng quan trọng tiến tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân, tạo tiền đề để xây dựng chính phủ điện tử, xã hội số và kinh tế số.